sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, quy y Địa Tạng Bồ Tát. Con tên là Ngô Hoàng Đạt, nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng chuyển nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con tin tâm cảm động và chân thật, một lòng một dạ nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay chọn đời chọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, những cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, dẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện để được chánh nghiệp phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài đủ lòng đại từ bi thương xót và chứng minh cho tự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí nghiệp chướng sau này, ngưỡng mong Đại Thánh đủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bốn tâm thanh tịnh rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô A Di Đà Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Diễn đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ 9. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà vô vàn sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử từ đặng nhiều lợi ích lớn, cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn nói tự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta dòng con vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô kiếp về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tặng lời sanh lọc cung kính, liền đặng siêu việt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp, huống là việc đắp hình tượng cúng dường tán thán, người này được vô lượng vô biên phước lợi. Lại hằng hà tha kiếp về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bồ Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khắc móng tay, người này chọn hẳn không còn khói chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác, lại về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1000 lần sanh lên táo từng trời cõi dục, huống nữa là chí tâm tinh niệm. Lại bất khả thuyết vô số kiếp về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y, chừng trong một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật xa đặng thọ ký cho. Lại về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Con Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc là tán thán, người này nơi pháp hội của 1000 Đức Phật trong hiện kiếp làm vị đại vạn vương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Chứ có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn pha đạo vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hướng hưởng lấy tự vui thù thắng vi diệu. Là vô lượng vô số hằng hà tha kiếp về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bổn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, đi khỏi đạo vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Lại về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu Bổn Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đạt quả A-la-hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Chàng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người ấy sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây,
Thời người này đặng gặp hàng hà chư Phật nói nhiều pháp bầu cho, điều đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về thọ quá khứ có đức Tịnh Nguyện Phật, đức Tôn Vương Phật, đức Chí Thắng Phật, đức Tịnh Danh Vương Phật, đức Chí Thành Tụ Phật, đức Vô Thượng Thập Phật, đức Diệu Thinh Phật, đức Mãn Nguyện Phật, đức Nguyện Diện Phật. Có bất khả thuyết đức Phật Thế Tôn như thế, tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thọ vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức. Huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu, những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đều đặng nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào tắt mạng chung, hàng thân quyến trong nhà nhận đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật, thời người chết đó trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo, các điều tiêu sạch sẽ, năm tội lớn vô gián kia đều rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quả khổ. Nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà hưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành. Ha ha ha,